Sau lễ, khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy nhận một lượng các bệnh nhân được chuyển đến từ các tuyến dưới. Song song đó, chúng tôi cũng nhận thêm một lượng lớn các bệnh nhân các mặt bệnh về đa chấn thương, những ca tai nạn nặng và nguy kịch xảy ra trong dịp lễ. Thì đặc biệt là dịp đầu tuần thì số lượng bệnh nhân tăng lên so với trong dịp lễ có thể lên khoảng gấp 2, gấp 3. Năm sáu giờ chiều bắt đầu bệnh viện về nhiều hơn so với bình thường. Một phần do 4 ngày nghỉ lễ thì bệnh nhân vào bệnh viện tuyến tỉnh tuyến dưới á, thì sau này người ta sẽ đi sáng khám những bệnh mà ta điều trị được, những là chưa điều trị được còn vướng mắt á, thì sẽ chuyển lên, thì tất cả bệnh viện mình không được báo trước, người ta đồng loạt chuyển lên thì mình sẽ chịu áp lực quá tải đó tương đối là nặng nề. Thì để đảm bảo được chất lượng chuyên môn và kịp thời xử trí kịp thời gian vàng cho bệnh nhân thì khoa cấp cứu cũng đã phối hợp với các chuyên khoa ở các lồng trại để đảm bảo làm sao dành được những thời gian vàng cho bệnh nhân trong công tác điều trị. Yeah.